Xin kính chào quý cô chú anh chị, các bạn đang xem video. Cả nhà ơi, những bông nhật quỳnh của em ngày hôm nay nó đã nở rồi nhá. Bây giờ là 7 giờ sáng thì bông này vẫn còn chưa nở căng, mới đang nở được một nửa. Bông này cũng thế. Chắc là phải đến 9 giờ thì nó mới nở được hết. Bông này nó chưa nở căng mà em vẫn đem cái bát em so nhá. Hôm nay đã là ngày thứ hai, những bông hoa nhật quỳnh vẫn còn tươi đẹp nha cả nhà. Các bác thấy không ạ? Nó tuy cũng bắt đầu chuẩn bị tàn ấy, nhưng mà nó khá đẹp. Ở trong máy này thì em thấy màu nó nhạt, nhưng mà bên ngoài thì nó gần như nó đỏ hồng hết. Cánh này thì cánh đỏ này, rồi đến chỗ này đỏ tím này, xong đến chỗ này là nó hồng hồng hết mà sao vào máy nó cứ trắng 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 ấy. Không thể đẹp như bên ngoài được ạ. Đó, cả nhà thấy không? Chính vì lười tưới nước cho nên 3 ngày không tưới nó mới bị héo này này, và nó rụng này. Đấy, cực kỳ dễ sống ấy. Hôm nay là ngày thứ 3, những bông hoa này nó đã cụp xuống, nhưng mà cũng vẫn đẹp phải không ạ? Em nghĩ rằng phải đến trưa ấy, thì nó mới héo hẳn. Còn những cái cánh ngoài vẫn rất là tươi, chỉ có bên trong này là hơi cụp này. Đó, như vậy nó đã nở được 3 ngày. Đến ngày thứ 3 thì nó mới cụp nhẹ cánh xuống. Vẫn rất là tươi, chứ không như dạ quỳnh thì chỉ khoảng mấy tiếng sau nó đã héo quắt lại rồi. Rất là đáng trồng phải không ạ?